Xin chào mọi người, xin chào tất cả các anh em ở trong làng audio. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio lại đến với các anh em với những sản phẩm đến từ đất nước cờ hoa. Đó là những đôi âm ly đến từ Mỹ và cũng là và những chiếc âm ly đến từ Mỹ ghép với nhau cực kỳ hợp luôn. Vâng, hôm nay Quý Nguyễn đi vào sâu đôi loa cho các bạn xem, đó là đôi loa Avon. Avon Avon này có rất nhiều đời, rất nhiều loại các bạn nhé. Đằng trước mặt các bạn này là mình có hai chiếc Avon. Đây các bạn, hai chiếc loa Avon. Vâng, và mình muốn giới thiệu đôi loa Avon. Đôi một chiếc này là chiếc Avon khung chanh nha, Avon khung chanh. Và một chiếc Avon bên này là chiếc Avon thường gỗ Sibili nhưng cấu hình như nhau. Cấu hình các bạn nên nhớ như nhau. Loa Avon khung chanh là đặc biệt là nó là thùng gỗ lạng và khung chanh này nó vẫn hai hai đời các bạn nghe, có một đời bo này này, có một đời bo à, còn cái này là gỗ này, gỗ gỗ họ làm những cái thế kỷ trước, thập niên trước, nhưng mà người ta làm cái cạnh rất đẹp. Đôi này có chiều rộng là 36, chiều sâu là 29 và chiều cao là 67, thì nó cũng có khác chút đỉnh với cái đôi loa Avon Avon này. Avon này thì chiều cao 65, còn cái chiều cao kia là 67. Các bạn thấy khác không? Còn cái chiều sâu và chiều rộng thì mỗi bên nó cái đôi này á, thì nó vẫn hơn 5 cm, 5 phân 5 ly, 295 này, con kia 29 và cái này 36, thì cái này 365. Đấy, còn về cấu hình thì các bạn, mình để gần lại các bạn nhìn thấy này. Hai cái đôi loa này như nhau cũng là chép mũi đỏ, có loại là chép mũi tím, có loại chép mũi đỏ nha. Và bắt 25 màng tím nè, màng hơi tím tím. Và đôi này thì mình còn vài viền zin các bạn nhé, đôi này còn viền zin này, chưa bung cái nắp này ra luôn, chưa bung cái loa này ra, cũ từ bánh chưng nha. Đặc biệt đôi này thì rất tuyệt vời, 12 triệu. Còn đôi này 9 triệu, đôi này 9 triệu cũng là cũ bánh chưng, đôi này cũng cũ bánh chưng nha. Vâng, đấy là mình muốn giới thiệu đến các bạn đôi Avon, và cũng không quên là giới thiệu cho các bạn là những cái này. Thí dụ như cái lưới của nó thì phải là lưới lưới xịn thế này nha. Đây, đôi Avon không chanh á, thì ở trong này nó có một trong lưới lớp lưới của nó có một cái lớp đen nè, lớp vải đen lót nè. À, nó có cái khác nè, đây có lớp vải đen nè. Còn đôi Avon này là simili thì không có. Đây các bạn, đấy hai cái lưới nha. Rồi, đôi này cực kỳ đẹp, đôi Avon khung chanh này rất đẹp, gỗ lạng này. Rồi mình đi qua chiếc bên trái này, bên phải màn hình của các bạn, cái vân gỗ cực kỳ đẹp, để không chê vào đâu được. Và điều đặc biệt là khai sinh giấy tờ còn đầy đủ luôn, mấy anh kiểm tra hộ khẩu nó dễ nha. Đấy, ok, rất đẹp. Màng biết viền còn nguyên nguyên zin luôn, viền zin luôn. Đấy, còn đẹp các bạn. Nhưng mà cái viền thay và viền zin là chuyện bình thường, các bạn nên nhớ điều đó nha. Chơi loa đồ nội địa, viền thay và viền zin là bình thường, tuyệt đối không được thay màng thôi, chứ viền là bình thường nha. Có nhiều bạn còn nhắc mình là thay dùm cái viền zin, viền 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 mới vào. À, đấy, các bạn xem tiếp chiếc bên này. Này, giấy tờ còn đầy đủ này. Đấy, và đôi loa này cũng có một anh nhã ý muốn mua này. Này, đôi loa này khi mà nó vừa về đấy. Đấy, đôi loa không chanh này, thì giá đôi loa không chanh này là 12 triệu này. Rồi, ok các bạn nha. Và mình có một cái chiếc âm ly này, chiếc âm ly cũng là âm ly đất nước cờ hoa, âm ly Mỹ, âm ly HKID AA22. Các bạn đã từng nghe HKID AA21 rồi AA10 AR15, nhưng vậy thì nhưng mà những cái chiếc âm ly HKID AA21 22 rồi âm ly đèn AA100 AA151 đều là những chiếc âm ly rất cực kỳ hợp với những dòng loa Mỹ và những dòng loa mà cổ. Các bạn nhìn thấy không? Cực kỳ đẹp. Đẹp keng luôn. Mới toanh. Đời này âm ly AA2 này là âm ly, mình xin nói sau một tí, nó là một dòng âm ly tăng phô đảo pha xuất âm tụ. Đấy, cho nên nó có đến ba cái tăng phô. Đây đây cái các bạn này. Đây một cái, bên kia một cái. À, và hai cái tụ lớn, hai cái tụ rất lớn, hai cái tụ lớn gần hai lon bia đấy.
Và hai cái tụ này có đời là màu hồng, có đời là màu trắng, còn này màu đen nha, chứ nó không khác nhau một cái gì cả. Đây, các bạn nhìn thấy rất đẹp. Đây, mình bật cái đèn lên cho các bạn thấy. Ôi giời ơi, nó sao mà đây nó đẹp thế này. Chiếc âm ly cổ này thì của Hakit á, thì nó có những cái tụ này, tất cả những âm ly khác không có, và kể cả âm ly đèn thì những cái tụ này nó mới tạo nên âm thanh hay. Có nghĩa là những cái tụ này là những cái tụ nó thanh lọc được những cái nhiễu điện, giống như những cái bóng đèn á, nó những cái điện trở, những cái diode ấy. Và phía sau của nó đây các bạn, con này thì tuyệt vời, rất đẹp, đẹp không chỗ chê đấy, rất đẹp. Và bây giờ Quý Nguyễn test chiếc âm ly này là chạy do RCA này, do RCA Mỹ này, nó chạy 7 con nha, bên này 2 con nè, bên kia 2 con nha, và dưới đáy 3 con, 3 con là vì nó chạy tăng phô đảo pha mà, là nó kích guồng đấy các bạn, đấy chạy do RCA nha, RCA Mỹ nha. Và mặt trước nó cực kỳ đẹp nè, mình bật cái nút này xuống đây là mình có những cái chỉnh trong này, chỉnh tuner này, oxy oxy 1, oxy 2, tuner này, có nghĩa mình chỉnh led ray này, chỉnh cái âm lượng đầu vào á, vâng, input này, level control đấy các bạn. Đây là nút ba lăng đấy, cũng rất đẹp. Còn cái chữ AA22 này nó mịn lắm đấy các bạn nhìn thấy. Ồ dù giờ nó Mỹ nó làm nhiều cái kỳ kỳ các bạn ha, chữ nhỏ quá đấy. Vâng, bây giờ xin mời các bạn nghe một đoạn ca khúc để đánh giá được chất âm của đôi loa Avon ghép với những chiếc âm ly, mình nói chung là âm ly sò sắt của Mỹ thì quá tuyệt vời. Vâng, xin mời các bạn. Cái âm ly là vỏ gỗ các bạn nghe, hồi nãy mình quay nhắc nè, cái vỏ gỗ này, đây, vỏ gỗ rất đẹp, mình đại lại luôn.
Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nên nhớ rằng cho những đôi loa vườn này thì ghép với những âm ly sò sắt, sò nhôm thì rất tuyệt vời. Và nếu như là những âm ly như Fisher hay là Hackett, vâng, những cái âm ly mà sò sắt, âm ly sò thang thì không hay lắm các bạn nha. Ví dụ như âm ly đàn ông thì ghép với những chiếc loa này không hay lắm. Vâng, đó là một điều mình tư vấn và kinh nghiệm với các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn các bạn những clip lần sau. Xin chào.